Thưa quý vị, tôm hùm ở Phú Yên là một trong những sản phẩm chủ lực trong nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, việc tôm hùm chưa có được thị trường ổn định khiến cho giá cả bấp bênh, người nuôi gặp khó khăn. Từ tháng 3 đến cuối tháng 8 năm 2019, giá tôm thương phẩm hạ xuống rất thấp. Giá tôm hùm xanh khi xuất bán còn khoảng từ 500.000 tới 550.000 đồng một ký, giảm gần một nửa so với năm 2018. Không chỉ có tôm hùm xanh, tôm hùm bông cũng rớt giá. Cùng với đó, việc thương lái kén tôm hơn trước càng khiến người chăn nuôi tôm tỉnh Phú Yên gặp khó khăn. Dân người ta bán đổ bán tháo. Bởi vì sao? Là để lâu thì người ta không biết thị trường như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái mồi cho ăn này là không cho ăn nổi, cho nên người ta bán đổ bán tháo. Đó, con lớn nó bỏ lại. Lớn nó bỏ hàng, lớn nó không có định công ty chết cái chỗ nó có ăn, nó bỏ lại. Lớn nó không ăn hàng lớn, nó ăn hàng nhỏ. Từ giữa tháng 9 năm 2019 cho đến nay, giá tôm hùm xanh thương phẩm đã tăng trở lại với giá 695.000 đồng một ký. Tuy nhiên, vẫn không bằng giá của những năm trước. Sự tăng giá này được các thương lái lý giải là do thị trường Trung Quốc tiêu thụ tôm mạnh vào dịp Tết Trung thu. Nguyên nhân khiến cho giá tôm hùm thiếu sự ổn định là do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Hiện tại, tôm hùm thương phẩm của tỉnh Phú Yên chủ yếu xuất bằng đường tiểu ngạch sang thị trường này. Cái việc mà kiểm soát cái tiểu ngạch với cái hàng rào kỹ thuật thì làm cho cái việc xuất khẩu tiểu ngạch đã bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng thì hàng hóa tôm hùm xuất khẩu rất là chậm. Đấy, thì dẫn đến là cái hiện nay cái lượng mà tôm hùm thương phẩm đây cũng còn tồn động tương đối nhiều trên các cái vùng nuôi của sông Cầu. Việc giá bán tôm hùm có sự tăng giảm thất thường là thách thức cho sự phát triển bền vững của nghề nuôi tôm hùm tại Phú Yên. Tuy chưa phải đến mức giải cứu như các loại nông sản hay sản phẩm chăn nuôi khác, nhưng tôm hùm tại Phú Yên cũng luôn rơi vào tình cảnh được mùa rớt giá và ngược lại.